Rồi hôm nay mình tiếp tục làm cái món canh chua cá lóc này bà. Đây là cá lóc nè, cá lóc này cá lóc đồng luôn á, lóc đồng lóc tự nhiên làm rửa sạch xong. Đây là rau để nấu canh chua nè. Có giá, giá với cần tàu với lại bốn trái cà. Ở đây mình có gà nè, gà này sẽ làm răm sợi ớt ăn chung với canh chua cá lóc. Xả với ớt dưới quê quá là ngon nè, tươi quá ngon. Này, hồi nãy xào gà rồi, ốp gà, ốp gà xào với ớt. Đây, xả với ớt này bầm nè, xả ớt bầm xong nè, dẫn rồi, ớt với xả bỏ lên xào trước, rồi xong đổ gà vô, gà nãy với ớt xong rồi bỏ vô nè, trộn trộn cái đều luôn, bỏ vô gặp lửa còn nó săn lại. Đó, gà bắt đầu săn rồi đó, săn lên có mùi thơm nữa. Nồi nước nấu canh chua nè, bỏ me vô để ngoài me vô cho nó lát nước chua mềm ra lấy nước chua. Đây là con cá lóc đồng nè, có hai cá lóc đồng bỏ lên nướng luôn. Nướng này để nguyên con nướng giống như kiểu nướng mồi á. Lát ăn cá lóc này với mắm tép. Gà nãy xào xong giờ đổ thêm chút nước vô để lửa riêu nó sôi lên cho nó thấm vô gà. Thấm gia vị vô gà. Đây, cái nồi canh chua nè, canh chua cá lóc này vừa bỏ vô nè. Nó vô để xíu nó sôi lên chín cá rồi bỏ rau vô, bỏ rau vô nêm là xong rồi chưa. Cá lóc vừa nướng chín xong rồi. Rất là hấp dẫn. Dạo nước me. Nước me cho nó chua. Cái bên là nồi gà nè, rồi vớt cá ra, cá mềm đấy, vớt ra để bỏ đây hồi nó lâu nó rụt. Rồi giờ nó bỏ rau vô. Rồi nồi canh chua coi như xong, chừng nào ăn lấy cá để lên nữa là xong. Rồi nồi gà sắp xong rồi, bỏ hai cái ớt này nhỏ đẹp, bỏ mấy cái xả hỏng băm á để cho nó giòn nè, nó giòn ngon. Rồi xong hết rồi, chuẩn bị dọn ra thưởng thức thôi, quá hấp dẫn. Rồi món ăn đã hoàn tất xong, dọn ra thưởng thức rồi, rất hấp dẫn. Mấy cái này cũng rất đồng, có mấy con bự. Mời mọi người thưởng thức cơm gia đình luôn.
Nhà ông mới sửa sao? Chào bạn nha. Hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.